thấy chị Tiết chị thấy làm sao ạ? À? Cái hoàn cảnh này sao ạ? À? Thôi bây giờ để chị thở một cái ha. Mà trời. Cái như cái trường hợp như thế này á. Chị nói á là những cái mạnh thường quân á mà coi như là mở cái tấm lòng mà giúp đỡ cho em này thì coi như là quá tốt, quá ok. Chị thấy cái hoàn cảnh đó. Giờ em không phải chở nha. Để đỡ nha chị chứ giờ chở giống như là lên cái đường đi giống như là mình đi thám hiểm để tới đây. À, giống như là mình đi thám hiểm ở nó rừng sâu nước độc vậy đó. Nó đáng luôn nè. Ừ. Bây giờ yeah, ngọt. Xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay thì Phương sẽ quay từ thiện với bà con các bác. Thì một cái video đó Phương đăng một cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp ở tại Hòn Rớ đó bà con các bác. Thì cái em này đó là em bán ốc ở dưới chợ đầm đó, rồi có hai đứa con thì không được bình thường. Thì Phương cũng đã quay một cái clip tại nhà em rồi. Em căn nhà của em rất là tội nghiệp đó, mà em thì là ngủ không có cái giường. Phương cũng đã đăng rồi. Thì cái clip mà Phương mà đăng lên á thì có chị Hà Việt Kiều, chị cũng gửi cho Phương đỡ mua cái giường cho em. Thì Phương cũng cũng nói là mua cái giường thì phải tầm khoảng 3 triệu đó bà con các bác. Thì do em chọn cái nào á, em Hương đó chọn cái nào thì Phương sẽ mua cái đó cho em đó. Thấy hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Bây giờ trên màn hình bà con các bác nè, đây là em Hương bán ốc bu ở dưới chợ đầm đó bà con các bác. Thì Phương có điện với em là em hôm nay là sẽ mua một cái giường cho em, nhưng mà em không ở nhà, em đang ở bệnh viện. Thì 10 giờ thì em xin về để Phương mua cái giường rồi gửi em thêm một ít tiền đó bà con các bác. Chào em, bữa giờ là em bệnh như thế nào ạ? Dạ em bị tim, đi tim với tim đập nhanh, bây giờ bác sĩ nói nếu đằng đây thì chỉ có thuốc uống thôi, trên tuần chỉ đi chỉ còn á thì nó tốn 20 triệu cái di chuyển để làm chuyện cũng đó, để lại chỉ cái tiền để đào em không có. Vậy đó hả? Bây giờ em không có tiền rồi sao? Thì em không có tiền phải nhập viện à, uống thuốc thôi. À, uống thuốc thôi ha. Thì hôm anh có đăng clip về em đó, thấy cái nhà em đó là trong cái nhà giống trơn à, không có giường mà nằm ở dưới đất là sợ rắn ha, sợ rắn. Rồi chị Hà đây là cái số tiền của chị Hà đã mua cho em, tặng cho em cái giường, nó thấy em tội nghiệp quá. Thì bây giờ hôm nay thì Phương đi với hai người chị, đây là hai người chị của Phương, cũng ở làng Phương ha. Chị thì Phương á, thì không biết cách mua giường nữa bà con các bác. Thì Phương nhờ chị Tuyết là cũng làng Phương. Còn bên đây là chị Châu. Thì chị Châu thì Phương cũng đăng vài cái clip về chị Châu rồi. Thì bà con các bác khán giả cũng đã biết chị Châu rồi ha. Bên đây là chị Tuyết nè. Em chào chị ạ. Chào Phương. Hôm nay thì em cũng nhờ chị là đi lựa giùm em cái giường đó. Thì chị cũng hay coi cái clip về Hương bắt ốc ở Hồ Rớ đúng không chị? Đúng rồi. Cái hoàn cảnh này rất là tội nghiệp. Vô em, vô đi ngồi nè em. Thì chị cũng nhiệt tình, chị đi giùm với Phương. Thì hôm nay thì Phương cũng đã tới cái tiệm ở Lê Hồng Phong bán đồ gỗ đó bà con cô bác. Chào em. Dạ. Hôm nay thì anh sẽ, hôm anh cũng đã tới coi mà anh không rành đó. Thì bữa nay thì anh tới rồi em cũng tư vấn giùm anh cái giường gỗ ha. Bây giờ thì Phương phải dành ưu tiên cho em Hương đó. Em chọn là nãy chị đây, chị nói chị chọn cái này đấy. Chị chọn mà không được, không vừa ý. Thì em thấy cái nào thích thì em sẽ mua ha.
Cái loại nào em thấy là nó vừa ý bây giờ anh quay mua cái thử rồi nó có ok không anh? Thì bây giờ em ở đây em rảnh hơn đó thì có em hình ảnh đây có hình ảnh rồi mà anh đang quay mà không biết là hình ảnh mà em đưa dùm á. Không còn em bây giờ em bây giờ mình mua cái này là mua từ thiện đó em. Yeah. Bây giờ em thấy cái nào mà vừa tốt. Nhiều khi nhà em ở trên núi đó tháo ra tháo vô đồ có nó bộ nó vẫn tốt đó em. Yeah. Chứ anh cũng sợ là nhiều khi mua đó rồi mình là nhà em rồi di chuyển gì đồ đó nó hư. Anh muốn mua một loại tốt để em có thể em tư vấn ạ. Dạ, chị ơi, hai chị ơi, hai chị giúp em một tay ạ. Hai chị dành hết chị này tư vấn rồi chị chọn cái nào giùm em. Rồi nếu mà nhà chị đó mà có ở trên vùng núi thì là mình nên xài cái hàng này trở lên, thì cái hàng này lên bao nước, bao chống ẩm, bao mọt thoải mái luôn, mình làm vô tư, già giường ok hết á, không có sao hết. Với lại cái thuốc nhà mình báo cái 6 thì loại này em báo giá của chị đó là 3,2 triệu thì em giảm giá 200 là còn 3,1 triệu cho nhà mình và lắp đặt miễn phí tại nhà mình luôn, bảo hành 5 năm, bao mối mọt, cong quanh và nước nẻ và bao nước luôn, dùng vô tư luôn, thoải mái. Đó. Đây mình chị xem cái màu này có được không? Theo mình nghĩ là màu đây nè. Đây nè, màu đây đẹp. Màu đây đẹp nè. Đó, là mùi chất của nó là nguyên tự nhiên 100% luôn. Lựa giùm cho em nha. Rồi, cái này nè. Nha. Đó, trong cái này mình thấy cái này đẹp nè. Đó, vừa sang vừa đẹp nữa, độ bền. Mình sống nhờ cái độ bền ha. Vừa đẹp mà vừa bền nữa. Rồi, đây. Đó, bạn coi ấy. Nè. Rồi. Thôi nha. Màu nó rất là sáng chứ nó không có tối mà nó không có đem bị con ngủ. Đem bị con ngủ cho thẳng chân thẳng cẳng ngon giấc nha. Rồi. Mình nên nằm trên giường hơn chà, tại vì nhiều khi mình nằm dưới đất nó rất là nguy hiểm tới sức khỏe của mình. Sức khỏe mình là trên hết. Mình sống mình còn có con đó mà. Mình nên nằm giường đi nó sạch sẽ, sức khỏe mình nâng cao hơn. Đó, bây giờ coi như là anh có anh ở đây và cửa hàng em cũng ủng hộ chị một phần đó. Là bây giờ cái giá này em chốt hẳn là còn 3,1 triệu. Là đưa hàng là tốt nhất có thể. Bởi vì là mình làm thì có tâm chứ. Đây chị xem đi, xem kỹ đi. Em coi chưa thích? Em ok không em? Được không? Đó, đẹp không? Đúng không? Hay được ha? Em cũng tội nghiệp nha. nói sao là chịu vậy đó không nhưng mà cái chị Hè Việt Kiều Canada đó nói là mua cái loại nào tốt cho em ha. Em cứ yên tâm đi. Thôi bây giờ anh sẽ lấy cái này cái giá em nói là 3,3 triệu rồi bây giờ em bớt cho thường là em bớt cho cái chị Hè 100,000 đó nhưng mà em ủng hộ chị đó 100,000 nữa là còn 3,1 triệu rồi 3,1 triệu ha. Rồi bây giờ anh sẽ chọn cái này. Bây giờ thì anh mua xong là em phải đem tới nơi ráp ráp giùm ha. Em sẽ lắp ráp tại nhà miễn phí, bê lên bao nhiêu cũng được, núi đồi thì đồi, núi hay là tầng như nào em đưa lên hết được. Rồi ok. Cái này là giường gỗ tự nhiên, mình tháo ra lắp lại được nhiều lần. Vậy đó hả? Dạ. Và nước mình vào vô tư luôn. Rồi. Không phải lo những cái vấn đề đó. Mua giường rồi cứ yên tâm về bên em. Rồi. Còn nhiều chi nhánh. Rồi, ha, vậy. Dạ. Thì bây giờ thì em nói thì quan trọng là cái uy tín ha. Dạ đúng rồi, uy tín này là hàng đầu rồi. Tại vì không phải một ở Nha Trang mà em nhiều tỉnh nữa, em rất là nhiều cửa hàng nữa. Ok. Đó. Rồi bây giờ em ra tính tiền ạ. Dạ, bây giờ mình Phương phải ra mình đi hóa đơn và địa chỉ bên em sẽ giao hàng tại nhà. Rồi, anh sẽ đợi luôn ha. Là bên em sẽ giao hàng tại nhà luôn. Rồi ok. Khoảng bao nhiêu phút là từ bây giờ mua là khoảng bao nhiêu phút ạ? Nếu mà từ nhà em mà lên chỗ đó lắp ráp thì tầm khoảng 45 phút. 45 phút ha. Thì bây giờ em làm thủ tục anh gửi tiền luôn ha. Thì em nói với tiệm của mình là tiệm gì là để bà con cô bác à. Nếu mà ở Nha Trang thì tới sẽ ủng hộ cái tiệm của mình ạ. Nhà em là đồ gỗ Phương Duy, chi nhánh tại Nha Trang. Nhà em có hai cơ sở, chi nhánh một là ở 998 Lê Hồng Phong là tại cái này. Còn một chi nhánh hai là ở 541 đường 23 tháng 10 xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang là phía đằng trước ủy ban xã Vĩnh Hiệp ạ. Rồi, ok ha, em cũng đã nói trên đây đó. Bây giờ Phương ra tính tiền rồi làm hóa đơn đó bà con cô bác. Thì con mới biết 2 tháng nay thôi, chứ này lâu là bị lâu rồi. Tại vì đi bán á, con tưởng là đi bán thì chỉ mình mệt, mình nghĩ nó khỉ thôi, không có nghĩ là bị tim. Sau mấy bữa nó mệt với chịu không nở, con lè đi bị tiểu đường. Con đi thử tiểu đường, lên tiệm Mr. thử á, là em đám với con cái gì cũng bị tim. Tiêm xong á, là bữa giờ con đi ở trên bệnh viện Tư Sài Gòn, ở trên ấy
Rồi em đi lên đầu tiên đưa thuốc tiểu đường với thuốc trợ tim. Xong đi 2 tháng vậy, xong đi sau lại em bác sĩ khác. Tại vì nó liền, bác sĩ đó bữa nay trực, không có làm. Cô với điên bác sĩ khác cũng tiệm cũng đá luôn mà ổng không tra thuốc. Ở này nó con tim nặng, đập nhanh, đi về bữa 1, bữa 4 nhà viện. Rồi ngày em về, con đi thử máu như là con đi hoàn toàn hết luôn á. Thay thử tim, thử máu, rồi siêu âm, rồi chụp phim, chụp rồi hết rồi. Rồi bác sĩ nó nói bây giờ á, rồi con á, một quá là có tiền á thì chị đi Sài Gòn chị thì nó mới bớt rồi nó hết luôn cái tiền. Còn nếu mà chị không có tiền á chị nằm đây chỉ đưa thuốc uống cho cả đời chứ không bao giờ bớt. Mình nói tiền thì em có, nói nếu mà chị có đủ 20 triệu thì em trai chị tờ giấy chuyển viện, tại chị có bảo hiểm rồi đó chừng 20 triệu rồi. Vậy là hai đứa nhỏ cũng không làm ăn được cái gì hết. Dạ không, làm nuôi mấy bữa bán ốc nuôi không. Cuối cùng thì coi như là nằm viện rồi, ở nhà nó ở với ai? Nó khờ khạo gì, nó ở với ai? Con gỡ cho cô nó. Bây giờ em đang tính tiền giùm anh ạ. Bây giờ số điện thoại của anh đi ha. Em lấy số điện thoại em đi. Số anh là 090 522. Rồi bao nhiêu Phước Đồng anh ha? Phước Đồng ha. Phước Đồng hay là Vĩnh Trường? Vĩnh Trường ha, Phước Đồng gì cũng được. Bây giờ chở hàng chứ. Chở hàng ha. Vô... Phước Đồng. Phước Đồng. Chỗ nào Phước Đồng? Phước Đồng ở chỗ chợ. Phước Đồng. Hồng Rứa. Nó nghĩa là... Ngay vô cầu Bình Tân á. Tới cây xăng. Dễ phải. Tới cây xăng, dễ phải. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Cây xăng về phải đó. Dễ phải. Tới cây xăng, dễ phải. Rồi cho chữa cháy đi cho một đoạn nữa là tới chữa cháy cái chỗ đó có chữa cháy không cháy chữa cháy hả tới chữa cháy không có cháy chị đi vô chữa cháy sau hôm nay em đi rồi có không sao đâu có gì là liên lạc với anh ha. Rồi xong chưa ha? Đứa 25 thì 25 nó cũng đi làm chứ hả? Dạ không, tại nó cờ nó cứ đẹp. Nó bị thiểu não ha là... Nó không bị gì nè, nó cờ ai nói là nè nó tên à. Còn đứa bao nhiêu tuổi nữa? 17 dạ, hả? Đứa 17 tuổi nó 17. Cờ. Sao mà sinh con khờ không vậy ta, đụng be nó đâu? Dạ, hai chồng con bỏ 4 năm. Bây giờ Phương cũng đã viết phiếu rồi xong rồi đó bà con cô bác. Ai tên là Phương? Thì hôm là Phương còn giữ tiền của chị Hà. Chị Hà ở Canada đó, 3 triệu. Bây giờ em, tiền của chị Hà anh sẽ gửi tiền cái giường. Em xin. Đây là 3 triệu ha. Vâng. Giờ em đếm lại giùm anh ạ. Rồi 2, 3 triệu ạ. Rồi 3 triệu ha. Vâng. Là 3 triệu 1 đúng không? Dạ. Em cũng có mua từ thiện, em cũng bớt rồi đó đúng không? Dạ, 3 triệu và 3 đó. Thôi bây giờ tiền chị Hà không đủ đó thì Phương phải lấy tiền của Phương thêm 100.000 nữa. Ha, là 3 triệu 3 ha. 3 triệu 1. Quên 3 triệu 1. Trời ơi sao em hay quên quá chị ơi. Rồi. Đó bây giờ em Phương cũng đã tính tiền xong rồi. Bây giờ mình đã xong rồi. Bây giờ mình khoảng chừng nào em chở ạ? Dạ tầm khoảng 45 phút nữa là 45 phút nhà khách ạ. Rồi ok. Dạ. Bây giờ chị em mình đi ha. Rồi bây giờ Phương, chị Tiết, chị Châu, rồi Hương dẫn đi. Thì mình cũng tranh thủ, tại vì Hương là 1 giờ bác sĩ cho về 1 giờ lại lên đây chị. Thì chắc là bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi. Bây giờ xuống nhà Hương ha, cho biết cái nhà Hương ở trên núi như thế nào. 1 giờ rưỡi là ghép xong được cái giường. Dạ. Cái tầm đó thì cho Hương. Dạ dạ ok chị, rồi mình đi ạ. Chị em mình đi ạ. Rồi em cảm ơn đoàn phim và hai chị đã đưa chị đó đến đây, coi như là em có một chút lòng thành em gửi cho chị á, là cũng bớt giá cho chị đó. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Rồi ok ha. Dạ. Cái chỗ này bữa trước em có quay đó chị. Bánh chén này. Bỏ, đồng ý bỏ nhưng mà ổng có còn sống không hay là ổng chết? Sống chứ. Sống hả? Có vợ mình cứ biết. À vậy hả? Dạ. Có vợ mình cứ biết. Dạ.
ổng có thường cho con tiền không? Dạ không. Rồi coi như em nuôi từ lúc ông bỏ tới giờ luôn á hả? Dạ, 5 năm rồi cô. À, 5 năm. Còn chen để gì không? Dạ, phía chồng thì cũng chết hết rồi. Còn phía con á thì còn bà mẹ. Giờ bữa nằm trên bệnh viện á. Hai mẹ con nằm bệnh viện luôn. Một mình con nằm đi, giờ bữa nằm thế con để lấy thuốc, chưa lấy thuốc. Bà nuôi á hả? Bà nuôi. Dạ, bà nuôi mẹ con nói ý anh đây nè, cha bây giờ lấy anh không chịu. Anh nó phải gặp đi mà, chứ con ngồi con nghỉ, rồi chơi rồi từ từ con mới lên. Chứ lên thì chịu không nổi, tại đi bé gì đó mệt từ. Như vậy là nghỉ bán à, lâu mau gì bắt đầu về là, tới đây là cô hay nghỉ một lần. Lên tới về nghỉ 4 lần. Bây giờ tới đây em nghỉ chưa? Thôi nghỉ chút em. Rồi đến ngày thì đi cũng được. Có gì nói nghỉ mệt em nghỉ nha. Nghỉ bán lâu mau rồi. Về mưa giá bẻo tháng này em sợ nghỉ được gần 2 tháng rồi. À. Con muốn đi để bí quế trời. Như kiểu là tôi chịu hết nở không có đi. Còn không? Ông chủ còn sống không? Ông đi đâu rồi, không đổ lợn đi đâu không biết. À. Cô xin, cô mất cái tờ giấy hồi bẻo quá. À. Còn lo cô tôi tìm nhà tới nhà ông. Nhưng mà tổ đồ, phường đồ cũng xác nhận cho mình có hả? À, ok. Dạ, con cái nào con có sổ nghèo. À. Thế cả nghèo con mới lấy làm bên chuyện cho. À. À gì? À bệnh viện hả chị? À bệnh viện kêu. Không lấy thuốc được hả chị? À em mất công chuyện ở nhà chút xíu em lên chị ạ. À, giờ chị sẽ có người lại thuốc con đám rồi chị. Không, bây giờ mình đại diện mình nói Phương. Tại vì ở trên bệnh viện người ta nè, đưa tải hàng lên tới nơi cho mình. À. Là coi như là nó giải tỏa. Yeah. Ủa nó giải tỏa nó phải cấp cho mình chứ thay lại sao mình. Bác hồi đó hai vợ chồng con mất nợ hồi nữa chứ còn nó xong bán để nợ. Lấy à. Không là bé hồi đó bé là có 10 triệu rồi mua lại mới đắt nhả lại. À. 10 triệu. À. Sau này đội lâu ghê mình mới được lên núi gì lại nha. Đúng rồi. Gì vậy bè? Con để chứ hôm nay đi thì cũng để chứ thì con mới nói cái đường đá là dễ đi. Còn giờ cái này mình giúp lèo đi. Cái này thấy ra cái này đỡ cô mưa hạ nó chảy xuống như suối đổ vậy. À. Không có đi được. Chữa cháy mà đu dây lên nữa đi còn không được á. Đáng luôn nè. Dạ. Cho những người ta khổ như gì. Ừ. Bây giờ. Bé khổ luôn á. Bé khế này khế ngọt, khế chua vậy bạn. Yeah, ngọt. Thì chưa. Này này giống như là mình đi thám hiểm vậy đúng không? Em lên là mày mệt mà. Ở đây góc ô nhiễm nó bay cái mùi lắm á. Ừ. Em nói là con nghe con lên là dù hết tiền là không có điện được. Vậy đây bắt đầu. Giờ đoàn của Phương đã tới Phương giờ. Các chị tới đây mà thở quá luôn bà con cô bác ơi. Mà sao trường hợp này Hồng Phương biết hay vậy? Vậy các bạn cứ biết giới thiệu. Nhiều khi là có cái duyên á. À cái duyên đúng rồi. Em quay chợ đầm đó. Trời mệt. Nhưng mà ở nhà mình cũng không biết cái gì là cái gì đâu nha. Dạ, đây cái nhà của em. Vậy có mở nhà vô không cô? Mở cửa đây em, đỡ người ta đem dìu giường vô. Rồi chị thấy chị thấy thì sao ạ? À? Cái hoàn cảnh này sao ạ? À? Thôi bây giờ để chị thở một cái ạ. À. Mà đời. Cái như cái trường hợp như thế này á. Chị nói á là những cái mạnh thường quân á
mà coi như là mở cái tấm lòng mà giúp đỡ cho em này thì coi như là quá tốt, quá ok. Chị thấy cái hoàn cảnh bây giờ em không phải chở nha, để đỡ nha chị, chứ giờ chở giống như là lên cái đường đi giống như là mình đi thám hiểm để tới đây giống như là mình đi thám hiểm ở nó rừng sâu nước độc vậy đó. Nó giờ từ đi. Ôi, chị thấy khủng khiếp quá. Khúc đây nè, lên tới đây là cái chỗ chị đứng đó là em nói có chở đây thì nó cũng dột nhưng mà nó tạt nó cũng đỡ hơn là cái chở dột bự. Cứu hộ lên không được, phải dùng dây hả, mày dây lên đây cũng không để nói liền không có chở chở hư làm chưa. Thôi bây giờ tới đây thì cái lòng mình nè, tới tháng 9 tháng 10 chị biết không, thì nó bồi hồi mà không có tả quá. Chở đây nè chị, cái tình nó lên như là suối rồi đổ xuống vậy á. Ơi nên nó có ngập cái nhà đeo có tiền mua chổi. Chổi không có chổi. Trời ơi đâu đâu lòng. Nó quá chổi hư. Được ở nhà đang mua 4 cái chổi đang chưa biết gì hết trơn, phải viết cho mình đi. Mua cái giường không. Nó tiền nên vậy chứ chào công phẩm mà mỗi lần ấy. Còn cái giỏ không à. Quê nó sập một cây rồi. Như vậy là ở trên này có một nhà nào nữa không? Dạ có. Cái gì hôm đó hai chồng ông có không có con cũng lớn tuổi rồi bể giờ bể như cụ bé. Bất nợ mới đi đèn trẻ nợ mới không biết về có mình nó mở ông chi thù ông về không ông về không hả ông về không ông nói đi về thì ông về nhưng mà con người ông bệnh hồi giờ nó yếu vậy hả có nhiều có hoàn cảnh quá hơn dạ ông có nhà ông ta vậy con cũng biết mấy ông chạy đi thù mà khoai giờ ông về thôi bà con của bà lên này cho anh nghỉ chút chúng ngày thứ hai rồi gần với nơi anh ơi ngày cho cái đại lý bà con có một đứa em nó phụ Phương phải phụ á lên đây muốn hụt hơi luôn. Ồ tráng đi chú em ơi còn một cái ôi cha chỗ hai cái vượt rồi 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 lên ơi em ơi rồi bà con cô bác ơi ấy da rồi rồi lên nào ui trời ơi ui da cha cha trời do cái này do cái thì có một mình em phụ bây giờ một phụ thì không biết bao giờ mới xong đó Phương phải phụ với em mệt đó. Con cái đem đồ nghề thôi bây giờ con chạy xuống lấy đồ nghề nữa em thì cũng là nhân viên của cái đại lý đó chị con trai có xuống lấy nước mà mua uống rồi nha ơi trời hết nước rồi lấy nước mà xuống hả con xuống một nhà dạ rồi bà con cô bác máy chiến rồi bây giờ cũng đã xong rồi thì chỉ còn là vô ráp thôi bà con cô bác mệt thì còn tầm khoảng 30 phút nữa là mình hoàn thiện rồi em hẹn với là người ta là khoảng mấy giờ em lên đó ạ? Dạ 1 giờ. Khoảng 1 giờ là em lên ha. Thì lúc Phương cũng điện cho Hương đó bà con cô bác. Hương từ bệnh viện chạy về thì Hương cũng xin bác sĩ về một chút rồi Phương ráp cái giường cho Hương. Chút nữa là anh rep giường cho em ha. Dạ. Rồi có một chút nữa có cái mạnh thường quân sẽ phát quà cho gửi yên quà cho em ha. Dạ. Cố gắng lên nha. Dạ. Còn mấy chuyến nữa. Còn... hết rồi hả? Đây là đủ rồi. Thôi cho em uống miếng nước rồi. Còn cái nước gì? Ủa sao con lấy nước uống? Đây này. Uống rồi con. Con. Uống đại con. Chú con uống đụng cái gì uống nấy con à. Trên đây là trên rừng. Đây tội nghiệp em cũng. Lần đầu tiên không con. Lần đầu tiên lên đây đúng không con? Lần đầu tiên lên đây nè. Hồi nãy quên nói câu là lần đầu tiên em bé một chiếc giường lên tới nơi này. Không, hồi nãy là cô có nghe chị chủ tiệm chủ nói là cô sẽ ship lên tận nơi dù cho ở đâu núi rừng cô sẽ ship tới nơi. Thành ra cô yên tâm là con sẽ đem lên tới nơi. Hoặc dạ đúng rồi con. Cha nhiêu tuổi hả? Dạ, 23 tuổi rồi. Con cũng đi làm thuê ha. Thôi bây giờ mình bắt đầu mình ráp à. 23 tuổi bằng con của chị. Không, mà con út của chị. Ấy này nói lấy điện thoại cho đi, em không biết.
cái điện thoại của nó ở trong cái điện thoại. Sao mũ nón con không có hết trơn vậy? Dạ, đầu mũ vô thở không nổi. Nó ngợp á. Hè chịu nắng chiếu rồi nè. Nó thốn. Bây giờ một mình em thì cũng không có kịp thời gian đó. Bây giờ là cũng 12 giờ rồi. Mình cũng tranh thủ cho Hương lại về đến bệnh viện. Dạ. Cho em nó đi. Mình đưa mình lắp vị trí nào vậy? Đây nè con. Em ơi, em làm nhẹ tay dùm xíu nha. Dạ. Tường là tường một không đó. Dạ. Làm nhẹ tay nha, đóng luôn. Đầu giường mình dựa vô đây đúng không? À, chắc đầu giường nằm trong đó con. Đầu giường nằm trong. Bây giờ sao? Mà muốn nằm dài hay nằm ngang? Giường á. Nằm dài chứ nằm ngang á. Có nghĩa là nằm đây nè. Nằm dài. Nằm dài như này. Ok. Bên này đây bị dột con à, bên này nó bị dột. Vậy là vị trí này đúng không? Đúng rồi. Vậy rồi. Cái chiều dài tới đây không ta? Chiều dài tới đây không? Rồi, được á ha, được á. Dạ, tới đây. Lần đầu tiên bà con của bác Phương thằng em chồng, thằng cháu trai kia nó khỏe như vậy mà thở hổn hển luôn ba con. Em có cái dao không? Em có cái gì nữa anh đọc ở đây không? Dạ không, cái này mình giật mạnh lên đây. Rồi giật mạnh lên. Này đó, bung mạnh lên, cái này nó bắn kim này. Mạnh lên bung hết này, bắn kim. Rồi ok. Vậy mình có ổ điện không? Bây giờ Hương có cái giường. Chắc Hương cũng náo nức lắm rồi hả Hương? Sao cảm giác của em như thế nào ạ? Mừng. Mừng lắm hả? Dạ. Mua giá khỏi chỗ hả? À, khỏi con sợ hả? Giá à? Có gừng cai hai con gừng cái chỗ. À. Là nó tưởng cái ghê, con phải biết rồi nay là nó biết ra ngoài. À. Khỏi sợ lắm hả? Cái ngày lên. Có bữa đi ngủ có mưa lớn cái em để nước sơ lỗ cho nước chảy thôi kìa. Đầu đây, à cái đầu đây. Từ lâu rồi, nói tặng em từ lâu rồi mà anh cũng cũng đợi có mạnh thường quân đó. Rồi anh gửi thêm cho em. Chứ hôm giờ em cũng đâu có đi làm gì đâu. Em ở nhà bao lâu rồi? Hai tháng. Hai tháng ở nhà rồi. Rồi tiền bạc đâu mà em xin họp mua gạo mua đồ. À, anh kiếm mấy em mới về rồi, tiền đâu là mà có. Mấy phải ốc cho em, mấy phải ốc ở đâu? Mẹ đi dẹo đủ cái chỗ á. À, gì đó hả bà con cô bác? Để cái máy nào có bé không? Dạ không, bé dẹo trên chạy tấm báo rồi. Mẹ tên gì? Mẹ bắt ốc thôi, thường thường là đi 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 ốc hay là một chỗ, ngồi một chỗ. Dạ không, để đi dẹo đầu đường dư. Rồi bé dạ là anh ăn cho ăn ốc ảnh đi anh. Anh xin số điện thoại bé. Anh nói đây á, chị bé đi tới cho anh. À. Đi gieo tới cho anh. Vậy là cái ship luôn hả? Ship tới chỗ luôn hả? Để đi bộ không mà. Ở đi bộ không hả? Thì bé dạ là đường đường vô. Để bé dạ là đường đường vô. Để anh. Một máy là bật ở đâu à? Bật điện hả? Không, cái này bây giờ em máy em lại sẽ ổn. Thì em bật đi ha. Em bật đi ha. Đó, bây giờ bà con cô bác thì cũng hồi nãy giờ là cũng đem cái giường giác lên cái giường đó thì bây giờ cũng chuẩn bị hoàn thiện rồi đó bà con cô bác. Sao cái tâm trạng của em như thế nào ạ? À? Chị Hà tặng cho em cái giường ạ. À. Em vô đây em đứng à. Em hạnh phúc. Vui không? Dạ em vui. Cảm ơn chị Hà đã trao cái giường đây chị Mốt. Rất là vui á. Hồi dạ. Em ngủ đất không hả? Dạ, giờ em ngủ đất không à. Cảm ơn chị Hà. Chắc lần này là gì đó chắc ngủ ngon ha. Dạ, chiều dạ. Ngon ha. Dạ. Đó bây giờ rồi còn phải chiếu nữa lát nữa em. Cái chiếu này đó anh lấy. Bây giờ cái giường cũng đã xong rồi đó bà con cô bác. Dạ. Thì lúc mà đi thì có chị Châu và chị Tuyết.
Chị Tiết thì hồi nãy giờ đầu clip đó thì Phương không có nói là chị Tiết có một cái món quà gửi đến cho em. Thì hôm nay thì chị Tiết đại diện cho chị Amy Trần sẽ gửi một món quà nhỏ đến cho em ha. Thì hoàn cảnh em đó thì chị Amy Trần và các khán giả bà con cô bác cũng đã biết được cái hoàn cảnh của Phương mang ấp rồi. Ha, bây giờ Phương sẽ quay cho chị Tiết. Chào chị ạ. Chào em. Bây giờ thì nói cho đúng ra thì sáng giờ cũng đồng hành với là em Phương, với em Châu, thì cái cảnh nghèo của em Hương này thì sáng giờ chị cũng đã nhận thấy rồi. Thì nhận quà cái giường từ chị Hà bên Canada. Thì bây giờ đồng hành cùng chị Hà thì cũng mang yêu thương từ tấm lòng của chị Amy Trần. Thì đại diện cho chị em Trần gửi cho em Hương một ít quà, có nghĩa là 2 triệu để em Hương xoay sở trong cái lúc đang nằm bệnh viện. Nói cho đúng ra, nghe nói em Hương này thì mang cái bệnh bệnh tim, thành ra thì bệnh tiểu đường nữa. Thì em nói nhận xét như thế này, sáng giờ thì thấy cái cảnh nghèo nghèo như thế này thì không có còn cái nghèo nào mà hơn cái nghèo này cả. Thành ra mình cũng mang yêu thương tới để cho giúp đỡ cho chị em Hương. Rồi em nhận cảm ơn gì, cảm ơn chị. Thì cũng như là cũng em cố gắng nằm viện rồi về đón 2 đứa nhỏ về nó nằm giường mới đang cho mạnh thường quân người ta ra ủng hộ cho em. Cô bác em nói chị, là đứa con 25 tuổi phải đem đi gửi đó, thì hai cháu đó thì cũng không được lanh lợi như người ta đó, đúng không em? Dạ. Thì hai đứa là em phải đi gửi cho bà con hả? Dạ, gửi cho bà cô á, bà cô của nó. Thôi bây giờ anh xuống anh lấy cái chiếu xuống cho em nha. Hồi nãy giờ anh phải bỏ chiếu kia đó. Bây giờ anh sẽ xuống cầm cái chiếu lên cho giờ em nha. Em nói anh với em về em bên bệnh viện nằm. Bây giờ anh cầm cái chiếu lên thì anh gửi chị quen chị để em về em lấy. Rồi ok ha. Dạ cũng ơn anh. Thì bây giờ em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ dạ. Nếu mà 2 giờ này lên là vừa. Anh cũng đăng cái clip này lên đó. Dạ. Thì hoàn cảnh em hiện tại giờ là bệnh tiểu đường. Dạ. Rồi bị tim nữa. Dạ. Em cũng đang nhập viện nữa. Dạ. Thì em nói trong đây là còn bao nhiêu tiền? Em nói trong đây là cần bao nhiêu tiền để chữa được bệnh tim? Bác sĩ nó nói em là nếu mà muốn trị hết cái bệnh tay á là phải đi Sài Gòn 20 triệu. Còn nếu mà không đi Sài Gòn, không có tiền đi Sài Gòn thì chỉ uống thuốc nguyên năm nguyên tháng. Thuốc đào luôn chứ không bao giờ bớt. Chỉ ở Sài Gòn lên nó siêu âm ghi lại là nó mới biết, mình mới trị bớt. Bác sĩ nói vậy, nếu mà cần đi tra giấy chuyển viện. Vậy đó ha. Bây giờ cái clip này hoàn cảnh em cũng đã nói trên video đó. Thì nếu mà anh đăng lên cái mạnh thường quân nào sẽ tới ủng hộ em. Rồi anh sẽ quay lại với em ha. Em có thể đọc, em có còn nhớ số điện thoại không mà họ sẽ trực tiếp điện tới cho em. Rồi em đọc cái số điện thoại một lần nữa. Rồi. B4. Rồi. 952. Rồi. 983. Rồi Hương ha. Hương bác Bưu ha. Rồi bây giờ thì em tranh thủ đi, rồi cái chiếu anh sẽ gửi dưới phía dưới cho là em nhớ về nha em. Về nè. Vậy đó ha. Thôi em chuẩn bị đi anh cũng bây giờ anh cũng chuẩn bị về. Thì tầm này thì em 1 giờ em lên lại thì 12 giờ rưỡi rồi. Thôi bây giờ Phương cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn lại video sau thì em cũng thay mặt chị gia đình Hương đó là em cảm ơn chị Hà và chị Amy Trần đã gửi những phần quà đến em Hương Ốc Bu. Rồi lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.